Con cá mà. Sao bác này khai thác rất lớn ạ? Thức ăn nó ăn quá mất thiên về động vật. Bộ vui á. Gặp miếng lại con. Chụp hình đẹp. Đi làm với lo tại mày. Hello. Hello. Ôi đẹp quá kìa. Con cũng đẹp bỏ kìa. Chào. Thôi rồi. Nó lên nó bay lên nó vũ lông một đám vậy là cúm giờ cầm cái là đã luôn á. Mà đẹp không? À cá mập. Có cá núi nữa. Núi đá nữa. Nhìn thấy chiếc tàu ngầm ha. Cá mập. Cá mập rồi. Ngủ quá chắc ngủ hả? Cái mập nhám. Cái nhám này gọi là cái nhám. Hồi xưa đó. Hồi xưa cái này ngoài chỗ quá trời luôn. Phải kêu cái mập nhám. À, nhám. À, người ta gọi là cái này nước ngoài nó gọi là cái mập nhám. Mình gọi là cái nhám. Đúng là nhám gì. Ồ, cái này cá hai tượng. Lên hết trễ giờ đi dẫn xe đi thôi. Đi coi đi. Qua đây nè. Vậy thôi chạy vô trong đi. Đi lăm mẹ với con đi. Xe ăn thế này nha Bon. Đi bộ đi, rồi chạy vô đi, chạy vô đi. Bên này xe cơ động chạy trước đây có nào hay chạy ra kia. Ừ. Làm gì có, cơ động chạy trước đây nha. Dạ. Đi xe hả?